Has he been working today? Cái này là câu hỏi cho nên mình đưa cái trợ động từ thứ nhất ra đầu câu. Tại vì đang làm cái công dụng này cái nãy có ba công dụng, cái sự liên tục của cái hành động làm việc. Đúng không? Không đúng đi xuống. Cái công dụng gì mà đầu tiên cái gì nhấn mạnh cái sự liên tục của hành động là làm việc trong suốt ngày hôm nay. Đúng không thầy? Nếu mà cái câu đó nếu mà chị nhớ là công dụng thứ nhất, nhưng mà chỉ nhớ là cái nhấn mạnh liên tục của hành động gì đó thôi, không nhớ nó là cái gì. Rồi đi xuống nha, đi xuống chỗ nào. Phải đi ăn cái. Cho Secret nói cái này trước nha, trước khi Jenna lên nếu mà còn giờ. Câu này đó thì hôm trước các bạn nhớ không, là mình đã nói với các bạn khá nhiều lần đó. Những câu mà có chữ today đó nó rất nguy hiểm. Các bạn phải hiểu được là người ta đang nói về cái khoảng thời gian nào trong ngày. Bởi vì rõ ràng lúc nãy mình thấy có the moderator đó, bạn viết là he worked today, chia thì work cái đơn cũng đúng luôn, nhưng mình nói với các bạn nha, cái chữ today đó, khi mà các bạn dùng chữ today các bạn phải biết nó là cái gì, các bạn muốn nói về cái gì của chữ today. Ví dụ như các bạn nói là bây giờ chiều tối rồi đúng không, thì anh ta đi làm từ sáng cho tới chiều, bây giờ buổi tối rồi, thì tức nghĩa là cái hành động làm việc đó nó là quá khứ rồi. Cho nên nếu các bạn đặt câu này đó thì các bạn sẽ đặt là did he work today? Đây là bởi vì sao? Bởi vì cái hành động làm việc đó nó có xảy ra hay không đi nữa thì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, cho nên mình sẽ chia quá khứ đơn. Ok bạn Tabitha. Rồi, nhưng nếu câu này đó mà các bạn ở vào buổi sáng sớm ha. Ở buổi sáng sớm đó các bạn hỏi là hôm nay anh ta sẽ làm việc hay không? Thì câu này các bạn có thể dùng được hai thì là gì? Là thì hiện tại đơn, là chỉ về một cái kế hoạch does he work today, hay là nếu các bạn dùng thì hiện tại hoặc tiếp diễn đó is he working today, thì tức nghĩa là cũng là chỉ về một cái hoạch định trong tương lai đúng không. Cho nên chữ today nó lại là tương lai. Và nếu như các bạn đang đứng ở buổi trưa đó, đang đứng ở buổi trưa thì các bạn có thể dùng thì này ở dạng là ở câu hiện tại hoặc là tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn luôn. Nó mang cái nghĩa là hiện giờ ngay thời điểm này nè của ngày hôm nay đó, anh ta có đang làm việc hay không. Và nếu như câu này đó cũng cái chữ today mà các bạn dùng nó là gì? He worked today. Hay là has he been working today đó. Thì lúc đó các bạn nhấn mạnh về cái gì? Tức nghĩa là từ hồi sáng tới giờ anh ta có làm việc hay không, đúng không? Các bạn nhấn mạnh từ cái thời điểm bắt đầu của ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại, cái khoảng thời gian từ trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại đó, đó là cái đặc trưng của thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nó chỉ khác ở chỗ là gì? Hiện tại hoàn thành đơn đó thì nó không có nhấn mạnh tính liên tục bằng cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thôi, chứ cả hai câu này đều giống nhau, tức nghĩa là từ hồi sáng tới giờ anh ta có làm việc hay không. Đó là ý các bạn muốn nói khi các bạn dùng chữ today mà dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, là từ cái một thời điểm trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại hành động work nó có xảy ra hay không, đúng không? Còn những thì còn lại đó thì nó sẽ có cái ý nghĩa khác nhau. Tức nghĩa là cùng một câu y chang như vậy, cùng một động từ, cùng một chủ ngữ, cùng một cái từ chỉ thời gian, nhưng các bạn có thể chia được rất nhiều thì. Lý do là tại sao? Lý do là các bạn nhấn mạnh ở nhiều cái khía cạnh khác nhau của động từ đó, ở nhiều cái khoảng thời gian khác nhau của động từ, của cái hành động đó. Đại khái như vậy ha. Thì mình nói sơ sơ để các bạn nắm được ý, thì tuần sau khi mà chúng ta làm bài tập tổng hợp của 6 thì đó, nó cũng sẽ giống như thế này. Tức nghĩa là có những câu đó mình sẽ hỏi các bạn chia được thì này hay không, chia được thì kia hay không, và nếu mà chia được đó thì lý do tại sao, ý nghĩa của nó thì công dụng của nó thì nó nhấn mạnh ở cái khía cạnh nào của động từ, của cái tình huống ha. Cho nên mình khuyên các bạn hãy ôn bài lại thật kỹ bài của 6 thì trước làm bài tập và bài hôm nay luôn, bởi vì tuần sau nó sẽ không có dễ dàng đâu. Mặc dù chỉ còn bài tập nhưng các bạn sẽ phải ôn lại kiến thức rất nhiều 6 thì, rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua tới hai cái thì quá khứ quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn, rồi mới chuyển qua 4 thì tương lai nha. Nhưng những thì này là những thì rất quan trọng nên các bạn cố gắng nắm vững, ôn bài lại. Rồi mời Jenna lên làm câu cuối ha. Mời Jenna lên làm câu cuối xong rồi chúng ta sẽ qua lớp 8:30. Jenna, mời Jenna lên. Giờ rồi mà thầy, trời ơi, thầy dạy tiếp đi. Mà có cái bài, có câu nào thì mong gửi lên đi, mong về Asian là đánh nhân đúng rồi ha. How long? Oh my god. Okay. How long has he been playing tennis? Hát bài How Long hả? How Long của Charlie Puth. How Long đó, hát bài How Long đó. Nói luôn nha. How long has she been playing tennis? Chắc đúng rồi. How long has she been playing tennis? Phải giải thích nữa hả thầy? Lúc nãy thầy giảng bài mình nằm ngủ. Anh nói đùa đó. Tại vô lớp muộn nên là bây giờ biết giải thích sao đi. Vì là cái hành động này em đoán là cô ấy là hiện nay là vẫn đang chơi tennis mà cô ấy đã chơi từ trước rồi, từ trước đến giờ rồi. Cho nên con là hỏi về thời gian, cho nên là em chia thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, nghĩa là hành động này đã diễn ra trong quá khứ và hiện nay cô ấy vẫn chơi tennis rất là hay. Dạ thôi, em xin kết thúc bài tập cuối cùng tại đây. Thầy xin mời thầy lên giúp. Không sao, sầu riêng nhiều lắm rồi, ăn không hết thì đem đi bán. Bữa nay sầu riêng nó đắt quá trời. Xin mời thầy ạ. Giải thích nghe hấp dẫn quá chừng, nghe từ đầu đến cuối thấy rất hay ha. Mình đang mở cờ trong bụng, nghe tới cái tên thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn cái là muốn té xỉu. Trời ơi, kiểu này là kỳ, giải thích kiểu này là xong phim rồi. Thôi giải thích như vậy cũng được rồi ha, nói chung ngoài trừ cái tên thì ra đó thì trên này giải thích vậy là đúng rồi. Câu này nhấn mạnh về cái gì, là cái từ cái thời gian mà từ lúc hành động nó bắt đầu cho đến hiện tại đó là bao lâu rồi. Để mình thôi sẵn mình nói thêm chút xíu nữa đi ha. Câu này đó, nếu như mà câu này ha, how long has she been playing tennis, tức nghĩa là cô ta đã chơi đánh quần vợt được bao lâu rồi. Ví dụ như một người khác người ta trả lời đó, since từ lúc 7 giờ sáng đi. Nếu như cái câu trả lời là từ lúc 7 giờ sáng đó, thì bây giờ mình có thể đặt cái câu này lại thành cái thì hiện tại, thì quá khứ đơn. Nếu như câu này đó mình đặt thì quá khứ đơn thì mình sẽ đặt như thế nào? When did she start, đúng không? Cô ta bắt đầu chơi tennis vào lúc nào? Thì các bạn thấy rõ ràng là câu này với câu phía trên nó tương đương nhau. Cô ta bắt đầu chơi quần vợt từ lúc nào? Từ lúc at 7 AM, không phải là since nữa mà là lúc. Bởi vì hành động start đó nó đã bắt đầu và nó kết thúc rồi, nhưng mà nó bắt đầu là nó bắt đầu hành động play, đúng không? Cho nên hành động play đó là bắt đầu vào lúc 7 giờ và đến bây giờ luôn. Đó, cho nên hai cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành đó, các bạn có thể chuyển nó thành quá khứ đơn được nếu các bạn nói về cái thời điểm mà hành động đã bắt đầu.